Nhà. Mày xì đâu? Mày xì đâu? Ủa? Lì xì phà đâu? Lì xì đâu? Đây. Rồi, giờ chúc Tết đi. Chúc Tết rồi lì xì. Đây, để đây. Rồi. Ủa? Nó chở cầm với tay đi. Định bỏ vô. Bỏ vô nó bung tùm lum á. Ừ, vậy hả? Cầm đi, cầm vậy đi. Ừ, ừ, cầm, cầm. Rồi, năm mới nha. Bước qua năm mới, năm nay là má 92 tuổi rồi đó. Thì bước qua năm mới má cũng mạnh khỏe. Con chúc má mạnh khỏe từ đầu năm tới cuối năm. Ăn ngon ngủ được. Má cảm ơn con. Má cảm ơn con. Cho con gói lẹ chị mạnh khỏe từ đầu năm tới cuối năm nha. Rồi, cảm ơn má nha. Rồi, thôi năm mới con cũng kính chúc má được nhiều sức khỏe, năm nào cũng có những cái Tết như vậy để cho con cháu tới nó chúc Tết má nha. Dài 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 dài. Má cảm ơn con. Hạnh phúc. Gia đình mình được lúc nào được vui vẻ. Dạ. Cảm ơn con. Má chúc con gia đình con từ đầu năm tới cuối năm hạnh phúc, vui vẻ, mạnh khỏe hết. Dạ dạ. Rồi đi chị. Ủa quên. Lo nói rồi má lại. Con cũng mừng mừng tuổi má nha. Má cảm ơn con. Dạ. Rồi. Rồi mấy đứa kìa. Tới hả? Tới mẹ hả? Rồi Thảo cầm đi. À, nay con cũng có gói đỏ đỏ mừng tụi má. Cảm ơn cái gói đỏ đỏ này có cái chữ phước. À, phước là gì? Phước lộc. Phước. Dạ. Con chúc má nhiều sức khỏe. Nói sao ta? Vui vẻ trong lòng, trong gia đình, trong bản thân mình cảm thấy vui vẻ từ đầu năm tới cuối năm. Mọi thứ đều cảm thấy bình an, cảm thấy hạnh phúc. Má cảm ơn con. Dạ, cái này chỉ có cái bao đẹp thôi, ở trong là chút chút thôi ha. Ừ. Có bao đỏ quý rồi. Dạ. Má chúc con năm nay mạnh khỏe, vui vẻ, cả gia đình làm ăn đâu được đó. Ha, ông bà ban phước cho mình. Ủa con có lấy cây phiều như sao? Cho khỏe. Dạ. Mạnh khỏe cả nhà. Con dạ. cháu của má mạnh khỏe ha. Dạ. Có chúc con có tiền nhiều không? Ờ tràn ơi, tài lộc vô đều cho hạnh. Ha, mỗi tháng mỗi vô rồi đem đây không có chỗ cất thì con bớt. Ừ. Rồi, vậy nha. À. Vậy nha. À. Này thơm gì? Rồi. Hay ha. Lỗ mũi hay ha. Sao chúc Tết mà ngậm bông đòn gì nè. Ủa, có cho lời chị không chưa? Con cho má rồi, má chưa cho con. Ừ. Ủa vậy hả, con cũng có nữa hả? Con cũng có nữa hả? Cho con với lời chị mạnh khỏe ha. Má. À. Rồi, tay viết con không ta. Con không tay viết. Nghe vô lỗ tay con tắt rồi. Ừ. Có rồi. Dạ. Cảm ơn con. Mà cũng chúc con năm nay gặp nhiều may mắn, gặp tình cũng may mắn, vui vẻ ha. Bước tới đừng bước lui, bước tới hoài. Mình vui vẻ, hạnh phúc. Dạ. Cho gửi lời chị mau lớn, gặp nhiều may mắn. Không có hay mà. Có chúc Phật khỏe. Vui. Có sức khỏe hơn cả. Vui vẻ gặp con thì tè tè. Nghỉ ngơi, đừng có nói nhiều, làm nhiều quá. Cảm ơn con. Kể cho nó đi. Đừng làm nhiều quá.
Chúc con đi. À, Phật chúc con năm nay gặp nhiều may mắn, gặp người lý tưởng giúp đỡ bước tới vô nhà cô. À. À. Ừ, nói tiếng đó nó mừng. Thơm dữ ta. Thơm vậy. Cho con chưa? Cho được cái đồ chắc rồi. Ôi vậy rồi. Cái mà. Dạ năm mới phúc phò, dạ sức khỏe. Vẫn tiếp tục đi đứng làm những công việc thường ngày mà phò đi làm mà không cảm thấy mệt. Lúc nào ở bên kia cũng dạy hoài luôn. Cảm ơn con. Họ chúc con luôn vui vẻ, mạnh khỏe, đẹp trai. Đẹp hơn ba già tết tuổi hơn ba con mà còn đẹp hơn bây giờ nữa nha. Con cỡ con ba con mà ba con xấu hơn con. Không đáng phải chúc gì đâu. Trời ơi, chúc mày mang nha. Chúc gì cái đó để tới năm đó chúc. Còn vú chỉ có ba đứa. Còn này lì xì cho ba đứa thôi. Này có chưa? Rồi xong rồi. Có chưa? Anh hai chú tới phò đi. Hai chú tới phò đi, xong hết rồi. Anh hai có chú tới phò đi chưa? Năm mới con chúc nội được nhiều sức khỏe. Em còn nữa. Nội cảm ơn con. Nội chúc con vợ chồng. Vợ chồng với Bill mạnh khỏe tới già ha, suốt năm đệ giỡn ông sùng ha, là chó lối chút vậy sùng là chó lối rồi sao tới qua chút vú ba đứa thôi à, vú ở vú lì xì cho ba trước nè. Sao vậy? Ủa mình ngồi mình ngồi khúc góc rồi, mình ngồi khúc góc quay nè. Làm đi qua năm mới tính là mai nhớ gặp may mắn nha, mối dạ. Nhiều như hơn. Dạ em cảm ơn chị. Ba có khen ta được. Dạ. Dạ. Em cũng chúc chị cũng được vui vẻ ha, cũng mà được mạnh khỏe, mạnh khỏe là đầu tiên. Dạ. Rồi chị chúc qua bước qua năm mới này còn làm ăn á thì là gặp may mắn. Khi mà làm ăn á thì lúc nào cũng có mối mang đi. Dạ, em cảm ơn chị, em chúc chị thì cho nó kêu nó học giỏi, ăn giỏi, ngoan. Thử nghe lại nó nhớ nó là ngày mai gặp con đừng đòi đi xin nữa nha. Ủa ngày mai nó có được cái hình. Dạ, giúp cho con có chắc hai. Chiều nó về mà. Hai nhà heo bên ngoài. Chiều nó về rồi. Quay Dũng à. Một đó giờ đây. Quay Dũng à. Rồi mình hai em lên nhà xin nó. Ăn cho con yêu đi. Rồi, con chúc vú. Hả? Chúc vú hiền. Con lộn xộn sáu tuổi hết nha. Chưa thấy đồ sao vậy? Sao đồ bộ vàng? Nhặt nhòa. Dây gì lòng thòng. Bởi vậy. Rồi nói đi. Năm nay con chúc vú vẫn phải dồi dào sức khỏe. Sức khỏe dậy gọi là khỏe hơn chứ đừng có gì nữa. Đừng có uống thuốc bệnh nữa. Rồi ít uống thuốc lại. Rồi. Chưa uống thuốc bổ thôi. Rồi tụi con thì chúc vú là thà không này không phải chúc mà này dặn là vú cứ yên tâm về tụi con. Tụi con từ sự nghiệp cho tới những cái gọi là những cái niềm vui, những cái sự nghiệp đều sẽ ổn và sẽ thành công. Sẽ vui vẻ lên. Vui sống luôn hả?
chúc luôn rồi. Đây là những trò chúng đi chúc nha. Cháu đó này chúc chúc có bộ vậy cô quỳ. Thì cái con nè, bước qua năm mới cái chuyện làm ăn của con suôn sẻ, làm ăn sao mà đứng lên, kiểu như lên thêm chức nữa đây nha, để cho được nhiều tiền. Chúc tiền nhiều nhiều. Rồi tình duyên thì tới vậy không? Dạ. Rồi. Cảm ơn Dú. Rồi tới hả? Dạ, được chúc chú khỏe. Rồi, năm nay Dú tươi hơn ngoái. Đẹp tươi không? Dù kiểu mà năm sau cũng sẽ tươi hơn nữa. Rồi đi ăn. Rồi ăn gì thầm? Dù vậy thú thơm không? Bước qua năm mới nha, cái công nghệ làm ăn của con á, suôn sẻ, gặp may mắn, tiến lên nha con. Con nhớ là con cũng đã 25 rồi đó nha con. Sớm trắng. 25 thì sao? 35 vẫn còn sớm. Rồi, tới thận. Năm mới chúc chú đầu tiên là quan trọng là sức khỏe. Và đủ sức để nấu cơm cho ba tụi con ăn. Rồi những gì mình cần. Cái đó là cảm thấy quan trọng. Vũ đâu đi chú? Thì hai chị con chúc hết rồi. Quan trọng nhất là sức khỏe. Và có sức khỏe để làm việc cô Vũ hay Vũ nấu cơm ba tụi con ăn. Rồi đúng rồi, sức khỏe kia đi chợ. Dạ. Bây giờ không có tiền đâu, có đi làm đâu, coi chút có tiền. Dạ thì còn có gì tiền bạc thì con sẽ chút qua cái nguồn tiền bạc ở đây sau. Đúng rồi. Dạ. Còn chú chỉ cần sức khỏe nhận tiền để đi chợ đâu. Chú đâu đi làm gì ha. Dạ. Đầu bếp chính của nhà. Còn chú thì chúc là con năm mới nha. Con cái công việc làm ăn của con tiến bộ lên đi nha. Nếu như mà gặp được cái dịp nào đó, cơ hội. Con cơ hội đó thì con cho tiến con tới mạnh dạn tiến đó. Tới nha. Cảm ơn Dữ. Chúc con mai mốt có vợ dễ thương thiệt là. Rồi qua chúc anh hai đi hai đi xì nghe hiền. Ẩm một gió tới giờ đó. Ê, sao mà lấy hết luôn vậy? Chứ cái gì? Rớt xuống cái. Ai? Ba có thể tắt xong rồi ba quay tiếp. Mời ba quay game nha. Action. Em chúc anh hai chị Ngân năm mới như năm lúc nào cũng có sức khỏe. Cái đầu tiên cứ để cái quan trọng hai là lúc nào cũng có tiền để làm ngân hàng cho bên. Hai cái vô ổng còn bảo ngân bảo châu nữa. Anh hai cảm ơn nhiều. Bảo ngân với bảo châu nữa sẽ lại là tiêu nữa. Cũng chúc cho ba đứa tiêu nữa. Sức khỏe, còn ba cái nhỏ là sự nghiệp thành công. Chuẩn bị mà còn hai ba gói này cứ dư bà chuẩn bị đâu rồi.